Muốn ghép chồng hai cái đoạn video lên để làm thành một cái đoạn video ghép như mình vừa làm vừa rồi thì rất là đơn giản. Trước tiên mình có hai cái đoạn video đấy, để vào một cặp. Thế sau đó thì mình sẽ mở cái phần mềm Sony Vegas lên đấy, cho hai đoạn video vào và ta cắt hai cái đoạn video này, lấy cái đoạn mình ưng ý nhất. Riêng đoạn video màn hình xanh như ở đây là hình con cá sấu thì mình sẽ cắt lên một cái đoạn chồng lên trên, sau đó xóa cái phông xanh đi. Trong cái đoạn video màu xanh dùng phần mềm Sony Vegas nha. Đấy, kéo xuống rất là đơn giản, chỉ vào đó, thế là cái phông xanh nó sẽ mất đi. Và ta chỉnh cái độ đậm lên một chút, chỉnh lại hình ảnh đấy, cho nó vừa ý, đúng ở cái tầm hai cái video này, nó sẽ cái hành động nó sẽ khớp nhau đấy. Thì sau đó thì ta xuất ra một cái file MP4 thế thôi. Đấy, chỉnh vừa ý đặt ở chỗ nào thế đó, rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn.